tài vận của người tuổi Tuất qua tháng sinh, mùa sinh như thế nào. Thì sau đây Quảng Tầm sẽ chia sẻ cho các bạn. Tuy nhiên, đây nó là những thông tin mà chúng ta tham khảo. Còn lại thì Quảng Tầm khuyên các bạn tuổi Tuất nên cố gắng học tập, cố gắng làm việc, cố gắng làm thật nhiều thiện pháp như bố thí, cúng dường, thì cái tài vận của mình nó sẽ được hanh thông. Trước tiên thì người tuổi Tuất sinh vào mùa xuân là có tài vận như thế nào? Người tuổi Tuất mà sinh vào mùa xuân là mẫu người trung thực, đáng tin cậy và dễ được cấp trên tin tưởng. Là người thích kết bạn, có nhiều cái mối quan hệ tốt đẹp nên có quý nhân giúp đỡ. Nhưng chi tiêu cũng thường vượt quá giới hạn. Người tuổi Tuất sinh vào tháng 1 là người nặng tình cảm. Tiền vận và tài vận thì chưa nhiều, nhưng bản thân nỗ lực, tích lũy thì tài vận ngày một tăng cao. Người tuổi Tuất mà sinh vào tháng 2 là mẫu người lạc quan, phóng khoáng, có nhiều cái mối quan hệ, lại có trực giác và khả năng phán đoán nhanh nhạy, nên có thể đạt được mục đích mà không cần quá nỗ lực. Song cũng vì thế mà chủ quan nên dễ gặp thất bại. Người tuổi Tuất mà sinh vào tháng 3 thì có cái năng lực dồi dào, phân biệt rõ cái lý tưởng và hiện thực, có cái tài vận ổn định. Người tuổi Tuất mà sinh vào mùa hạ thì có tài vận như thế nào? Người tuổi Tuất mà sinh vào mùa hạ thì có cái cuộc đời nó thuận lợi, dựa vào cái năng lực bản thân để thể hiện, thực hóa cái lý tưởng. Tuy cái cuộc sống là thanh bần nhưng tâm trạng thì thảnh thơi, an nhiên. Là người chính trực, không vì cái lợi trước mắt mà bỏ cái nguyên tắc sống của chính mình. Người tuổi Tuất mà sinh vào tháng 4 thì ham kiếm tiền, tích cực đấu tranh, có ý chí phấn đấu cao và tràn đầy cái tinh thần tự tin. Người tuổi Tuất mà sinh vào tháng 5 là người hòa nhã, dễ gần, chân thành, linh hoạt, có tài ngoại giao. Tiền vận và tài vận thì chưa có nhiều, nhưng tích lũy dần thì sau 30 tuổi tài vận sẽ dần thăng tiến. Người tuổi Tuất mà sinh vào tháng 6 thì thông minh, lanh lợi, hiểu rộng biết nhiều, nên tiền vận và tài vận đã vô cùng tốt đẹp. Tuy vậy thì lại tự cao, thích cuộc sống xa hoa, nên dễ gặp những cái khó khăn ảnh hưởng đến tài vận của mình. Người tuổi Tuất mà sinh vào mùa thu thì có tài vận như thế nào? Người tuổi Tuất mà sinh vào mùa thu là người thông minh, có tài năng, được mọi người quý mến, nên thường nhận được cái sự giúp đỡ. Vì thế trong thời gian ngắn đạt được nhiều cái thành công, nhưng lại không có ý thức cạnh tranh nên tài vận sẽ khó hưng vượng, khéo tích lũy tiền tài nên có thể giúp đỡ mọi người. Người tuổi Tuất mà sinh vào tháng 7 thì khéo léo khi xử lý công việc nên dễ được trọng dụng, nhưng do thiếu kiên nhẫn nên khó nắm bắt được cái thời cơ. Người tuổi Tuất mà sinh vào tháng 8 thì có khả năng phán đoán tài tình, thích nhận xét, phê phán, nhưng lại thiếu khả năng thực hành, gặp khó khăn, thử thách thì dễ chùn bước. Do thường quan tâm đến người khác nên là được mọi người giúp đỡ. Người tuổi Tuất mà sinh vào tháng 9 là người có tư tưởng phóng khoáng, thích đối mặt với những sự việc mới lạ. Với lĩnh vực kinh doanh thì cũng có cái sự quan tâm đặc biệt. Người tuổi Tuất mà sinh vào mùa đông thì có tài vận như thế nào? Người tuổi Tuất mà sinh vào mùa đông là người hiệp nghĩa, không ưa vật chất, thích cuộc sống an nhàn và thanh thản. Người tuổi Tuất mà sinh vào tháng 10 là người chính trực, thông minh, lanh lợi, có tài ngoại giao, tiền vận thì nỗ lực phấn đấu, tài vận thì một đời tốt đẹp, nhưng thích sống một cái cuộc sống giản dị và an nhàn. Người tuổi Tuất mà sinh vào tháng 11 là người trầm tính, nhưng mà có ý chí phấn đấu, khả năng quan sát nhanh nhạy, giỏi nắm bắt cơ hội. Người tuổi Tuất mà sinh vào tháng 12 là người giàu tình cảm, có tấm lòng bác ái, thường giúp đỡ mọi người, tràn đầy cái lòng tự tôn, thích đấu tranh, nhưng vì là người ôn hòa, thích giúp đỡ mọi người, lương thiện nên tài vận rất là tốt đẹp. Như vậy là Quảng Tầm đã chia sẻ xong cái tài lộc, tài vận của tuổi Tuất qua cái tháng sinh. Nếu anh chị có điều gì thắc mắc thì hãy comment, Quảng Tầm sẽ tư vấn hữu duyên. Quảng Tầm cũng khuyên các bạn là nên cố gắng làm thật nhiều thiện pháp để chúng ta có thể thay đổi vận mệnh, thay đổi cái cuộc sống của mình theo hướng tốt đẹp, hạnh phúc hơn. Xin chào và hẹn gặp lại ở những cái video về hôn nhân, về tử vi trọn đời, vân vân. Xin chào và hẹn gặp lại.